bỏ ra, đúng rồi, bỏ ly xuống hấp hơi rồi. Tay cái điện trong kia đấy thiệt. Alo. Dạ. Xíu nữa nhỉ, cho em khoảng 15 phút nữa nhỉ, live stream chút nhỉ. Thôi để vào live stream xong tí anh em mình alo, xong live stream 15 phút thôi. Hello, xin chào toàn thể anh em nhé. Trời, hello mọi người. Thì tiếp tục hôm nay mượn thử cái Facebook này nó có khóa không ạ? Giới thiệu cho anh em thiết bị kiểm tra LED. Thì cái này anh em nào ấy, bây giờ hướng dẫn đầu tiên anh em nào đang có smart tool thì chúng ta mua cọng cáp này nó hết 400 để chúng ta sử dụng cho smart tool kiểm tra LED nó như thế này. Anh em nào sử dụng smart tool. Còn anh em nào sử dụng thiết bị máy khác thì chúng ta không cần phải qua máy móc gì cả. Biết cái này là smart tool. Đó. Rồi cái này là 400 để chúng ta sử dụng smart tool để chúng ta kiểm tra LED.
Rồi, cái này là anh em nào xài Smart Tool nhá. Thì chúng ta sử dụng cái bộ này 400.000 mua thêm để gắn vào Smart Tool như thế này. Để chúng ta kiểm tra hệ thống LED 400k, anh em nào có Smart Tool thì inbox để Tuấn bán. Còn bây giờ cái sản phẩm này thì không qua máy móc nào, để anh em sử dụng máy khác hoặc anh em chưa có điều kiện mua máy thì nó không sử dụng cái máy nào cả, nó xài đơn lập. Đơn lập thì không sử dụng qua bất kỳ một thiết bị nào. Còn anh em nào có Smart Tool thì comment cái bộ này 400k. Đấy, 400. Còn anh em đang dùng máy Motoscan hoặc là chúng ta chưa có điều kiện chúng ta mua máy thì chúng ta sử dụng cái bộ này, rất nhỏ gọn. Đấy, nhỏ đúng không? Chúng ta chỉ cần cắm nguồn vào là xong, sẽ ra cho anh em 4 sợi dây da. Lỡ hôm nay mà xui chúng ta đi nhậu về say, nguồn với mát chạm nhau cũng không sao, lỡ nhá, nhưng chúng ta hạn chế bớt. Đó, tại cái bộ này thì anh em chỉ cần kết nối nguồn 220 qua cục đổi nguồn xuống DC. Đấy, qua một thiết bị. Đấy, tôi ta treo lủng lẳng ở đây, lủng lẳng ở đây. Và đồng thời nó sẽ ra hai sợi dây ra. Và đồng thời chia cho anh em 4 nhắn nguồn vào mát, giá ok. Chúng ta lại nghỉ một bữa chầu nhậu. Chầu nhậu này không phải là ở cái quán VIP, mà chầu nhậu này ở cái quán bình dân. Bình dân dí giá, hai người nhậu cũng đủ để mua bộ kiểm tra LED. Để một con xe khách hàng mang vào, bất kỳ xe nào cũng kiểm tra được hệ thống LED. Coi cái pha này nó có cháy hay là không. Cốt nó sáng nhưng pha nó cháy thì chúng ta tư vấn khách hàng để thay. Như kiểu nôm na dễ nhất là của Esai, cũng cực kỳ kiểm tra rất đơn giản cho anh em. Cốt pha, cái này thì kiểm tra dễ rồi, quá dễ rồi. Đặc biệt cái dòng xe Winner A Black, và đặc biệt A Black 2020, và đặc biệt xe Vario. Đó, còn cái này thì kiểm tra đơn giản quá, cấp nguồn 12V và mát là xong. Rồi mình sẽ thử cho anh em. Đấy, bớt bỏ chầu nhậu, chúng ta mua bộ này không cần thiết qua bất kỳ một thiết bị máy nào, để cho anh em chưa có tiền mua máy hoặc chúng ta đang sử dụng cái hãng máy khác nhưng không có thiết bị kiểm tra LED thì anh em mua bộ này về. Đấy, đơn giản, hai que đo để anh em cắm ở dưới này, ví dụ như ở đây kiểm tra tất cả LED 2V mấy. Hoặc hai que này chúng ta có thể kiểm tra ở đây, rồi đó, tốt. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra kế tiếp. Đấy, thế này là cái pha này nó tốt này, cốt pha rất đơn giản cho anh em thợ. Có mà nhắm mắt mở mắt cũng biết là cái đèn tất cả pha LED này nó có sáng hay là nó cháy. Quá dễ cho cả nhà luôn. Đấy, chỉ cần cắm vào mà nó không sáng thì đương nhiên nó sẽ là cháy. Quá rẻ cho cả nhà luôn, không cần bất kỳ một thiết bị máy móc nào.
can thiệp nó vẫn kiểm tra được hết. Bình thường giá lại hạt rẻ, múc mượn Facebook khác live stream. Facebook Đình Tuấn nó đang bị chặn like dữ quá. Ví dụ như kiểu winner thì chúng ta có chân thì chúng ta sẽ cắm vào, còn chúng ta nhớ rồi thì thôi, đơn giản. Cái này là cực kỳ đơn giản nữa. Đấy, hai kim nhọn này để chúng ta cắm. Rồi. Đấy, chúng ta sẽ biết rằng nó sáng hay là tắt. Ok không? Nhưng tại sao anh em lại không dám múc? Bởi vì nó quá rẻ. Kiểm tra hết. Bất kỳ led nào cũng múc được. Chỉ cần cấp nguồn cho thiết bị này là xong. Không có rườm rà. Sáng lóe mắt. Nếu mà led còn sáng thì chúng ta đi kiểm tra dây. Còn cắm vào mà không sáng, cốt pha cốt. Nếu mà cốt sáng, pha không sáng thì báo khách lọc pha này lên đường. Tiếc gì một chầu nhậu hoặc là một bữa đánh con đề vài chục điểm, 10 điểm. Đánh 10 điểm hết rồi không biết là đề có trúng hay không thì mua cái bộ này về nhà kiểm tra led. Đó, rồi. Này, hai que đồng hồ để mà cắm mà chọt đủ các kiểu và chọt. Rồi, quá bình thường cho anh em luôn. Đó. Tuyệt vời không ạ? Đấy. Ok. Quá rẻ đúng không? Thoải mái không bao giờ chết. Bao chết. Con này chết rồi. Đấy. Con này sống rồi. Led mà dễ ăn lắm. Led này còn dễ hơn cả vá lốp. Lỡ may mà xui xui này cũng chẳng chết. Đó, anh em hiểu không? Như hạn chế, đừng để cho nó ngấm lâu. Đây mình test cho anh em. Ok. Oshike Kesiko.
chết hết. Koshike, anh em comment nhá. Cấm ta là về nhà thao cấm. Có chết đâu mà sợ. Ok. Tốt. Tha hồ phá led nó dễ lắm cả nhà ơi. Chúng ta chịu khó làm cái video, bây giờ chúng ta chịu khó kiểm tra led. Bất kỳ led nào cũng kiểm tra được hết. Tối nay mượn Facebook nào đó dạy học anh em cái coi. Đơn giản thế thôi. Gì nhiều. Rồi. Rườm rà cái gì cả. Đấy anh em nào chưa có máy sử dụng cái này. Cặp đỏ. Cặp đen. Thời buổi tân tiến mà. Nhắm mở là led. Chết hay không? Còn cái dòng Yamaha này thì nó đơn giản rồi. Dây màu này là dây mát. Vàng xanh lá. Tốt 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 tốt. Đấy, một bóng này là hơn 2V, hai bóng nó sẽ là 5V. Ok. Một con led này ở trạng thái khoảng hơn 2V. Hai con cộng lại sẽ là 5V. Ba con cộng lại sẽ là hơn 7V. Led ở bảo nó cháy nó chẳng cháy cho nhiều anh em mình nghịch. Nó mới cháy chứ không biết anh em mình chọt mới cháy thôi. Rồi, xin chào anh em. Bye bye nhá. Led. Hẹn gặp lại anh em những clip video lần sau.